giờ không trả tiền, không không trả tiền, không có tiền mà này mua quà một tấm ba cho vợ cho mẹ, không có tiền. Hello mọi người nha, thường anh em mình mặc ra, anh em mình mới hái các bạn. Nói chung là cái đồ nào mà mình hái trộm mà ăn lúc nào nó cũng ngon hơn đó. Thì nay cái mặn này nó quá, này nó sao mà. Nhưng mà mình ăn mình thấy nó vẫn ngon các bạn, đúng không? Ngon lắm. Chuột tự nhiên. Thấy thế bạn mời nhem nhem cho mọi người thấy rồi bữa. Mời tất cả mọi người nha. Mọi người nha. Trộm mé mặn sâu không này rồi. Nhưng mà ngon. Ăn béo. Nói chung là đồ mà của người ta là mình ăn mình thấy ngon ha. Nhà mình có cái mặn mình ăn thử á. Đúng không? Thì phải chứ. Mà hái trộm mình đi lên phê gì vậy? Ngon mà mọi người cũng hái mặn. Sao hái ngon không? Đấy đây là những cái gương mặt mè hái trộm này các bạn hả? Cái mặn vậy mà không có bia là uống là đụng phải hơi bị dở. Để mày đi mua đi uống. Gì hỏi mua vậy? Đâu rồi mày mua đi. Mẹ mày có tiền mà hỏi. Đây ấm ấm đưa này. Có. Thế làm cái gì? Lấy gì? Không có. Cắt. Làm tôi anh em uống chợ. Không trang. Thử nó lục bóp như thật sao. Xin vợ. Mày xin vợ mày tiền. Có chế độ với anh em uống rồi bảo ra chứ. Còn chị muốn không? Uống. Uống thì bỏ ra. Bữa giờ mày hát tiền rồi thì mày. Hát tiền mày xin vợ lại. Bữa giờ anh cay uống chùa không? Bữa giờ đến lượt mày vô xin vợ mày lấy tiền ra. Cậu mày xin mày nghĩ sao mày? Vô xin tiền mà kêu xin đi nhậu ai cho mày? Mày kêu nó lấy tiền nó đi làm cái gì? Để cắt tóc đi. Nó không cho đâu. Đồ mình xin anh em ngàn, trăm ngàn đi cắt tóc gì anh em trăm ngàn mày. Trăm đầu vậy? Còn mày xin 1 triệu luôn anh. Tham lam. Thế mày mua rượu hay? Đủ mấy cái tờ nó tính trang trang này đi mua rượu hay mà. Trăm ngàn đâu mà xin 5 lần. Bữa đây là mày tính đi. Xuống nhà mày chơi rồi bây giờ bắt anh em góp nữa sao được. Mày ăn bữa giờ ăn chùa không á? Mày giờ ít là giờ này nè, hiểu không? Nếu mà giờ mà tao vô tao nói nó đưa tiền nó mua bia uống thì chắc không bao giờ nè nó đưa đâu. Hiểu không? Ý là giờ nó có cái cớ này nè. Không. Có. Ý là giờ dài nha. Mày muốn lượm tiền nó thì đúng anh em giúp tao một cái. Giúp bạn gì? Cái này tao nghĩ là chắc chắn được nè. Thì giờ ví dụ như giờ mày chạy vô mày nói tao giờ tao kêu là Thiết nó mượn anh rượu á. Cái con người ta mượn mày giờ nói nó đợi nó trẻ. Nó quýnh tao chết đấy nhỉ. Chứ đâu làm gì mà mượn thì mày nói nó hồi bữa Thiết nó mượn. Mượn mày mà nói tao mượn rồi. Mày thì giờ mày nói đúng mày đi em. Đi cho ấm, nói anh mà đưa cả Lâm vô đây nợ ông nội. Trời ơi, cả Lâm bây giờ nó nói thôi chứ đụng chừng nào nó đưa. Ông đòi, ông giang hồ nhìn mày không chữ á. Quả chết, ấy là tao nói vô đòi đâu chứ làm gì mày đòi nợ. À mà phải chừng chừng nha. Chứ không mà nó không kể đâu, vợ tao nó đưa đâu. Mình phải cứng lên xíu. Sao? Bà kêu quá, kêu ca ôm. Nói chạc chạc thì mày nói mượn uống một phần uống bài mày muốn nói gì mày nói nha. Chưa tiền ha ha ca ôm đi vậy. Còn mẹ cho quýt đấy. Cha đụng nó khỏi đưa luôn á. Nó cũng khủng khủng đúng không? Cái mày ông lão ơi. Mày vô được á bình tao thấy mày được á. Cái mày tao hiền. Lộn chứ mày sợ gì vậy? Giờ nó đưa. Thì giờ mày vô mày hỏi nó đưa nó không đưa thâu chứ làm gì mà mày anh thịt mày sao mày sợ dữ mày. Tối lần ở đâu lần ở độ ta đồ Thiết là bà trẻ. Dạ mày sang vô nói sang. Đi con sao? À mà đi sang nói được lẽ tao đi mượn tiền sang nè. Ông lão ơi, ông lão vô ông lão á. Mày giữ không? Giờ mày vô mày nói là mày đâu quen tao quét tờ mà giữ gì làm ăn gì được đâu. Mày mày cho lấy. Đúng không? Thế là giờ thì mày cái đâu mày? Vô mà nói được cũng được, nó không được thâu. Mình coi như khỏi cái đâu. Đợi em. Nếu mà lấy được cái bữa nay mày lo hết luôn không đó. Ừ, thì lấy tiền anh em mình nhậu luôn. Rồi, giờ tao. Tụi anh kêu chứ anh kêu không mới ghê chứ. Anh kêu đi. Đi luôn. Anh kêu anh đòi anh kêu sao được. Kêu đi. Kêu đi. Có anh kiếm nhà không Trang? Ở đòi tiền á mấy ạ. Tiền đòi. Tiền nữa nó mượn 1 triệu á. Cho mượn anh làm cái gì? Ai biết nó mượn kiểu làm cái gì đâu, ai biết đâu, nó mượn mà giờ kẹt với giờ chưa đòi chứ. Anh gì vậy? Sao á? Bữa mình mượn 2 triệu á, giờ tôi kẹt quá.
giờ mày cái tiền mà lấy thì mày nói chưa có bữa nào có là đưa mày lộn hả? Cái mượn tao tiền gì vậy? Tao đang có thì trẻ nó chịu cho cái lời luôn đủ mấy tiền. Anh mượn tiền gì? Hả? Anh mượn tiền gì? Thì bữa đi đi cháu uống phơ đồ thiếu tiền. Uống cà phê gì mà 1 triệu dữ lẹ? Uống phơ thì bữa uống phơ. Ngày nào em cũng đưa tiền nữa đồ. Chứ ngày nào em cũng đưa tiền anh mà. Không ấy em đưa đây. Tao đồng. Tiền gì? Tiền. Ủa tiền là lấy mít thì sao mới đưa là được? Ủa tiền gì? Anh đi nhậu hay đi sao hay là đúng không? Thì nhậu với nhau. Anh nhậu nào? Bữa nhậu với nó nè. Bữa nhậu nó có tiền này đưa nó mượn rồi đấy. Thế sao bữa sao anh đưa anh mượn? Anh đưa anh mượn chị. Anh đi nhậu có tiền đó nó lại đưa chiếc anh đưa chị. Đi tới là ngủ chung bò xe vậy? Nói lỡ rồi anh em lỡ nhậu. Anh đi ngày nào em cũng hết anh em cũng đưa tiền túi anh sao anh nhậu có tiền? Đưa ngày mấy chục ngàn là anh trăm ngàn làm gì? Nhậu. Ủa? Bữa sao gì? Trăm bữa sao bữa nào chưa hai ba trăm ngàn mất chịu lẹ. Mà ủa trong nghĩ không nữa chơi. Không mặc về đây. Nó nói cho động mặc về đó nó đòi. Ngày nó nói đầu đó là làm gì nôn mà nó đòi luôn mày. Anh nhậu. Mẹ hớ nè đòi luôn. Mày mà không đưa em nhỏ đi luôn. Được lấy tiền. Độc phép chơi không đi lấy cái lỗ tai lại ông tại sợ hiểu không? 1 triệu ít quá. 1 triệu ít quá. 1 triệu nào đủ luôn. Tụng bia mà. Thôi bạn anh lại thông cảm được xíu anh lại thông cảm xíu với đầu mà mọi chén làm còn riêng em về còn mọi chén làm hết tiền rồi tiền đâu chè nữa mà thiệt luôn á đúng em chồng khó lắm anh nha anh là anh em sốt em đưa nha nhưng bữa sau ở nhà là anh cho mượn anh đòi anh em không có đưa nữa đâu nha thôi vợ chồng ngay chồng mượn không vợ chồng gì hết á không cái thằng đó bữa sau anh cũng dám mượn nó nữa đâu cũng mượn chưa á anh nói bữa sau ở nhà nhìn mặt người mà cho mượn tiền nha nhìn mặt má mày á không có tiền nữa nhậu rồi anh nữa không có tiền mình nhậu cũng được chứ thì anh em cho sao mình cho vậy chứ không chuẩn bị cho anh sao cho vậy hay muốn mua hết mình mua được nè bữa đó đủ cho anh ăn đồ hải sản nữa kiểu nó mất chưa sao anh nha bữa sao nhìn mặt mà không có tiền ấy là đừng có cho ông không nhà mượn vé đường kiểu nó vầy à đi cho con nghe nè đi cho con nghe không cho ơi chứ mối nè đây đây mà lạnh mẹ sao có gì đi tao cho mượn rồi nha khỏi mẹ ông lượm tiền tôi y chang thì tôi lượm tiền tôi cha trai vậy không biết ổn cái lỗi vậy lâu lâu cái lâu lâu tiền trong đi anh không có hay sao không giờ lỗi mượn đâu à không mượn cho nghe cái đời không à có đi rồi đây còn đi một triệu mà xem hay là anh ta bị ôm đầu không mặt quá không đâu là mượn tiền làm vậy chú về còn mất triệu tiền mua sữa không vậy đưa ra đây này con chị ơi anh sẽ đi đâu mà bình thường mà mày cho đây nghe hỏi gì đi đi đây nhắn á đưa cái tiền này lấy tiền cho nó đây đây để tôi từ lấy cho ngày đây đâu bắt đầu dỡ tiền lùm nè 500 mày ăn cho đâu vậy mày thấy 1 triệu rõ ràng mà đưa 500 mày tôi nghe ông nói 1 triệu á đồ mày thằng nào cũng nhiều ấy tao thấy rõ ràng làm đủ mấy xe mạng đây 500 nữa thế con mình trong cái tờ đại của tao nè mày đây rồi tờ đại của nó nữa chung phải tao... tờ đại của tao mà tao nhớ tao có 500 mà mày ông nhớ không quá ui tao thấy tao hai tờ đó là sao lúc đầu kêu đi nhậu kêu không có tiền giờ kêu có 500 mà tao nếu như ra tao đổ mày lúc lúc đi lấy cái gì đó hả gì vậy gì vậy không đủ cầm cầm nhớ là cái cầm đi lấy gì vậy mày sợ tất mày đi lỗi lỗi xin luôn xin 1 triệu tấu đủ đi hát bữa nào mấy tao vào mày hát luôn mày mày kêu dần mấy tao đi hát bữa nào đâu mày nể vậy nể nó nể nể nó nó kêu 2 triệu luôn mày rồi lại kêu mày tấu đại ông mình còn 2 con vừa 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 tao báo đòi nữa cô đòi nữa nó lấy cháu nó quýnh tập chất nói 2 triệu nữa không đỡ đỡ nói nói để không để đánh nó vô vậy anh này tao đỡ 2 bên đụng mấy lão mới đòi nợ mày cũng vậy. Vô lấy bữa sau anh em góp à, nghe lại mày. Đúng lậu. Mày thêm. Đúng rồi, bữa trước anh em mày góp là tao á, tiền 500 mà. Không? Được, để vô đi. Rồi, hai mấy mày vô giặt cóc cho hắn tao vợ đưa tiền cho mày. Giờ mày cứ vô cứ bình thường như thằng lợn nó nói nhẹ nhàng. Rồi, đòi. Ờ, đòi sao? Cứ đòi là cứ đòi anh chồng kêu vợ té. Dạ. Cứ gán nợ quen cứ giờ mày vô nha, mày vô. Thiết, ấy là sao bạn trả tiền cho mình giải đầu kêu vợ hỏi ờ thiết mượn anh 2 triệu. Tao kêu làm bữa tiền mày đi uống bia ôm với tao đúng không? Tao kêu làm bữa tiền mày đi uống bia ôm với tao đúng không? Chà, mày cứ muốn nói gì nói, cứ nói là cứ đưa tiền liền rồi bỏ tao, tao biết cái tính nó hay đó. Hè? Rồi. À, tao vô chưa? Mày cứ vô đi, mày cứ vô đi.
Con Kobe nhá em. Con Kobe nhá em. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Nó đuổi sao vậy? Nghe mày. Anh đây nè. Mày gặp đây. Sao gửi cho gọi cái máy? Làm gì đâu anh, bữa giờ mấy bận, mấy pin. Được, mấy tôi sao bạn gửi tiền trả tiền cho sao bữa giờ nợ tiền không trả? Phải có những lúc vấp ngã rồi đứng lên mình mới biết còn ai kề bên, còn ai gọi tên. Hả? Nợ tiền không trả nào? Ngày này đủ đỡ, bữa nào cái bữa nào cũng ngày là không biết mấy. Mấy giờ nó tiền nhiều hơn lên mấy giờ thì mấy giờ tôi thấy đang bán điện thoại đây luôn mà mấy giờ cũng giận hả? Mấy giờ mấy giờ mày chạy bây giờ mày có trả đi không? Ủa tiền gì nữa vậy? Ừ, bữa nào tôi có tiền chứ? Bắt đầu anh 10 triệu bữa uống bài. Bắt đầu anh 10 triệu bữa uống bài. Bây giờ mày nói anh không trả đúng không? Tao nói tao nợ dài chứ không phải là tao trẻ, mày hiểu không? Nợ dài tất mày đại. Tao nợ dài chứ không phải là tính tao, tao nợ là tao trẻ, nhưng mà tao nợ dài chứ tao. Bữa nay tao vô nhà mày, tao không nói chuyện mày, tao nói chuyện cái bài uống bài này đấy. Đến bữa uống cái bài với anh, từ anh đầu anh mà nó thua 10 triệu, nó mượn anh 10 triệu, bây giờ hôm qua anh bày tiền. Thôi anh em đi về, anh em đi về. Chơi những bài nào vậy anh? Bây giờ anh em đi về, đỡ bữa nào tao đưa không? Bây giờ có tiền trả anh 8 triệu trước nữa. Bây giờ có tiền trả anh 8 triệu trước nữa. Bây giờ mày có trả tiền được tao không? Thôi đỡ bữa nào mày trẻ rồi. Lộn giờ đây anh kẹt. Đang kẹt. Mày đang nói chuyện gì nha, dớ vợ mày nha. Ủa đỡ bữa nào mày trẻ, cứ tao nợ mày tự hỏi vợ tao đi. Bây giờ anh trả anh 8 triệu thì anh không có bỏ cho 2 triệu luôn. Nó tiền bữa giờ. Thì anh em đi em đi đây, đi đi. Chứ cái nghề đây nghề gì vậy? Mày đừng đó. Đại hội đòi nợ sao vậy? Cô mày nó thấy chuyện không đáng tiếc gia đình mày. Cột. Sao? Bây giờ 8 triệu bây giờ nói vợ trả. Bây giờ em có thấy họ em đưa nó thì em giờ dạ. Anh lỡ. Em hỏi là tiền gì? Đầu tiên là tiền gì? Mà cái nghề này này đại hội đòi nợ anh hay sao vậy? Má anh lập má rồi cho bây giờ tao đi mình cắt ở đây. Bấm tiếp thôi. 8 triệu nữa rồi. Cái bụng lên 11 triệu bây giờ mày không trả. Bây giờ 8 triệu anh. Em hỏi anh là ông được, ông hút em qua đây. Có tiền gì? Bài hôm nào? Đi hát nó hát rồi á. Nợ trai chứ. Bây giờ cho bây giờ nha, nó cho hai vợ chồng ra kia nói chuyện riêng 1 phút vô đây cầm tiền vô đây. Vậy không có nhiều giấy nợ đâu. Đi. Anh đòi nợ rồi giấy nợ đâu? Bộ có đồng cái giấy đâu? Ủa không nói gì anh nói nợ mà vô đây đồ nợ. Anh làm buôn nhẹ em tiền với mít ta xài. Bởi chuyện khó. Chỗ anh em mà chuyện nợ gì? Nợ gì vậy? Cái nghề này là nghề gì vậy? Nhưng hồi sáng mới bằng ông mất cái nợ xem giờ đưa đồ nợ nữa vậy? Ủa ông nghề, ông nợ chỗ nào hết gì vậy? Bữa này là nó còn bữa đây là nhà người ta cũng lại luôn. Ông hết chuyện sao giờ tất bài bạc nữa không? Bây giờ rồi em có tiền không? Em đưa nó tiền lấy mít ta xài lấy chuối mà kia cho cách được người sao vậy? Mất cái nợ xem lặp cho người. Đưa ra 2 triệu không? Sao là 2 triệu? Không? Một đường nữa thôi cũng được. Một đường nữa thôi cũng được. What the hell? Mong đòi nợ hay là mong đòi chơi với ạ? Mày đâu có sao mà cộng với anh cười đó. Cậu có cộng. Một đường nữa đủ đâu. Ừ mở sao mà cộng với mà anh tao nợ. Nhanh đi tốc độ anh mặt quá anh. Không không. 10 triệu bây giờ. Mười triệu nữ bây giờ tao đang út một tháng. Mà anh làm cái anh làm em cứ thiệt á. Mà anh đòi nợ chồng em kia ngoài đòi kia. Bây giờ nó không có tiền đưa. Bây giờ em đang đòi anh có tiền nữa. Anh tiền. Gọi nó bữa tao cũng ngày nó mấy đâu thì em trả tiền đi đến lại tiền có nợ mua họ mua tặng cho vợ đồ. Bây giờ tao trả tiền không? Nói anh vợ trả tiền đâu tốc độ ấy. Bây giờ vợ trả đấy vợ. Bây giờ em có trả tiền anh không? Xuống nói với em nói gì ạ? Anh tiều đi khoét em như vậy rồi trả cho em hả? Đồ cái đó vậy quá tiền gì nợ khoét tiền hả khe cho cậu mà em mất lại nữa hả? Làm cần làm chưa? Bây giờ không trả tiền không? Không trả tiền. Không có tiền mà này mua quà một tấm ba cho vợ cho mẹ. Không có tiền mà làm gì vậy? Chứ mà làm gì vậy? Không nợ từ từ tao trả chứ mà làm gì vậy mày? Mà anh nợ thì mấy anh phải hỏi em rõ đấy, em hỏi giấy tờ rồi. Chứ làm gì vậy? Mà anh tìm em, em tìm em điện công an em báo anh rút cờ bạc trên mấy triệu không? Ờ thì sao vậy? Anh tìm em báo công an xuống không? Về điện sao giảm 2 phần? Giờ có trả không? Đợt mấy giờ tao không biết nói sao mà luôn hả? Bây giờ sao? Bây giờ trả không? Rốt cuộc là anh nợ hôm nào vậy? Anh nợ lâu rồi, tháng rồi. Anh trẻ nó kìa, anh trẻ nó đi. Đưa 2 triệu anh cho nó đi. Đi đăng.
1 triệu rưỡi này, bây giờ đưa tụi anh 1 triệu rưỡi, tụi anh xóa nợ luôn. Còn 8 triệu rưỡi nữa bỏ. Thôi đưa, đưa, không được. Thế mấy này, giờ chịu được hả? Không được hả? Ông đừng nói gì với tôi, bỏ đấy, ông Út là bà hồng nào, ông Út với ai? Sao gì, ông không nói tôi thế nào hả? Nghĩ đâu bây giờ cũng tôi. Ủa sao ông bà anh ông cho tôi nhà nào? Ông về anh bảo chuyện tôi là sao? Vừa đánh đổ mua mì bánh gà rồi kìa, anh đã uống nhà chứng minh trà chứa nữa đó. Ngồi chứ. Bây giờ anh bỏ ai vợ chồng em anh qua đây anh đòi tiền chứ phải qua anh đóng kịch. Bây giờ anh lỡ anh mở làm mở bó ho rồi anh trừ 500.000 rồi. Bây giờ trả anh đến lại 1 triệu nữa anh đi gì rồi? 1 triệu nữa không? 2 triệu ơi, đồng mày biết anh trai anh kiểu nữa không? 2 triệu ơi! Lẹ mở lẹ hàng xóm nhìn kìa. Bây giờ sao mừng cũ anh chứ đâu phải ít đâu em. Thì em nói anh á, bây giờ em giết ở đâu? Thôi trẻ mở đủ 10 triệu mấy mà. Ở đâu? Cái nợ thì lẽ anh nói miệng không, bây giờ anh đâu có lúc đó. Anh nói miệng không, em nói vậy được. Ngắm cái nợ em 10 triệu á, anh quên rồi nợ. Em cãi vậy là em cãi cùng đầu. Em nói như vậy là vậy là không lắm. Có lúc mình luôn mình chẳng thể nào bị khuất phục trước mọi thế lực. Mình không được ngã gục. Là không đủ mấy có dừng ra đường lấy lộ tao chi mà mời. Đi em cho tính ra đường ở đường lấy lộ tao chi mà. Mẹ thiệt luôn. Mấy đường nào cổng sao đâu. Tụi mấy tới chi cho con nghe. Tới nhớ chi cho con nghe. Sao đó được. Sao đó được. Cái gì vậy? Ông muốn lại đặt cái nào nợ 10 triệu dám đậu nữa là sao? Ủa? Mấy ông đòi nợ, ba bà hết tiền suốt tiền đúng rồi. Ừ. Cái gì nữa? Ông này suốt tiền, ông này thấy cái này ta bé mày. Ủa ông đòi nợ, mày theo ông đòi nợ, mày làm ông có gì nha. Ông làm gì ông này, sao mày đi nhà ta mày thấy cái gì? Mua con gì vậy? Ê, mày kêu mày kêu. Đừng có chi mà chơi quốc. Ông đòi nợ gì đây? Ừ. Ông hết tiền này. Không có nợ. Mày giỡn nãy giờ nãy xe quân coi nữa đúng không? Nãy xe quân á? Trong 1 triệu không có đâu. Đưa tiền 1 triệu đây mày. 1 triệu đâu? Ông đâu rồi? Đâu rồi nhá. Để tiền đó mày. Để tiền đây. Hết tiền. Hết tiền xem mà. Ông đi đường nào ông lấy xe lặng. Nào cầm tiền. Ông làm cầm đi đâu chạy rồi. Nào chưa đâu. Ông không giữ ánh hưởng. Đâu. Ông không giữ. Đâu. Đủ nói tiếng anh em. Tiền nào giật yêu. Chạy đi. Tôi lỡ cầm tiền lấy dưa đầu mấy người lỡ tiền mẹ mày. Lỡ tiền mẹ mày.
má nó cũng đồng điếc, con vợ mày nó giữ như đồ con cột vậy mà mày còn sống, mày ở mày cứ được, rồi nói mày đẳng cấp á. Tao mày thấy mày nói, đâu ai biết được cái nỗi khổ của tao đâu. Đồ mày uống một phát. Mỗi lần mày biết là mỗi lần tao đi nhậu với tụi bay là gì rồi. Tao chịu đổ với những cái đòn kè tấn đó, tao mệt chịu không đâu. Đó là một cái nghi của thiết le hết mà. Chủ mẹ le cứu cứu xe. Tao là buồn người. À còn cứ nào đổ với lẩm rượu đi. Ừ. Làm mày làm gai. Mày làm không? Gặp gai. Làm quá. Tao đó là vô trước mẹ cha, vô sau chỉ ăn mấy cháu. Làm triệu đụng làm lộng làm hồ ra rồi nè. Lộng nó làm phụ hồ á không? Không biết sao tao bao mẹ đâu. Gọi lại thử coi. Thấy mày đó là dân gian tao, tao nghi rồi. Từ lúc đầu tao nghi rồi. Bao nữa rồi. Mày vô xe tao. Nếu mà nó đưa ra tờ 500 ngàn là nó chỉ thì nó kêu tiền của nó. Không được, tao biết hả? Đồ anh em giờ mà tao không có tiền là tao không có chở gì về nhà được. Mày có tiền mày cho nó mượn triệu đây. Mới nào tao đưa nhau. Tiền đâu 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 có. Mày đổ mấy mình, tao thiệt mày giúp tao mình, mày giúp tao được đấy mình. Tao thiệt mày nha, tao nói thiệt anh em đổ mấy đừng có buồn. Tao giúp mày, tao cũng được, tao cho mày mượn 5 triệu cũng được. Tươi mình. Nhưng mà tao nghĩ tới cảnh nổ tao đòi nợ tao đéo dám cho. Anh đi bảo đổi anh nợ gì nữa tao dễ cho. Dù nghèo khó không nỡ bỏ rời nhau, dù giàu sang vẫn giữ nguyên chân tình. Tao để nó không bảo đổi. Mẹ là anh em. Anh Anh Tao còn tiền không sao? Còn chết chết liền. Vậy nó xéo còn chim. Mấy tao biết tao vậy. Vậy tối còn chim ngủ đâu vậy? Thế là sợ tối này cũng được ở chung bò nữa chứ đâu. Thôi thôi cố gắng hay tối ngủ chung bò con riêu rang nằm đệm vào chim ha. Rồi đứng lên mình mới biết còn ai kề bên, còn ai gọi tên. Anh em ta vì nhau chẳng mưu cầu, dù hội rơi hay là đổ máu, tình nghĩa mình đặt trên.